Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cũng giống như tôi và anh chị em ngày hôm nay, chúng ta làm đẹp lòng Chúa ít hơn làm đẹp lòng Chúa ít hơn làm buồn lòng Chúa, phải không? Just like us today, we have said God more than we please him. Chúng ta nói lời gây dựng ít hơn nói lời tiêu cực, đúng không? We speak negative more than ever. Tôi thấy gần Tết có những người đăng lên những trạng thái ở trên Facebook. I see many statuses on Facebook. Tầm này mà Tết gì nữa? I don't care about Ted anymore. Nó có nhiều cái lời rất là tiêu cực. Words that shouldn't say. Nhưng chúng ta quên một điều rằng Chúa nói là ta đãi người tùy theo lời ta nghe miệng người nói. God say, I will treat you as you said. Nếu như chúng ta cứ mãi nói những lời tiêu cực thì làm sao mà Chúa ban phước cho chúng ta? How can we receive the blessing if we keep talking like that? Và nếu Chúa có ý định để ban phước nhưng mà vì cớ chúng ta tin vào lời tiêu cực và nói lời tiêu cực thì phước hạnh đó cũng sẽ không đến với chúng ta được. He already have the plan to blessing for you, but you stop it with your word. Isaac có hai đứa con trai, một là Esau, hai là Jacob. Isaac, he's have two sons, Jacob and Esau. Jacob là một đứa xanh xao. Jacob was the second born. Và ông nắm gót của anh mình. And he hold the foot of his brother. Mặc định ông không được phước. Which means he not meant to be blessed. Nhưng mà ông khao khát được phước của Esau. But he desired. Đó là quyền của con trưởng. That is the blessing from God. Nhưng một ngày kia thì Esau đi đồng về và đói bụng. So when Esau give he's back in the field and hungry. Esau thấy Jacob đang nấu một cái thức ăn. He see Jacob is cooking. Esau nói cho anh ăn với. And he said, can I have some? Jacob nói không có ăn miễn phí được đâu. And Jacob said, it's not for free. Thế thì em muốn đổi cái gì? So what can you exchange? Cho em quyền con trưởng đi. Jacob said, give me your firstborn. Tưởng em xin cái gì khó cho quyền con trưởng á? Anh sắp chết, anh không cần nó. And Esau said, that's what's easy. Đôi khi cuộc đời của chúng ta chỉ nghĩ những gì nó trước mắt. Sometimes in our life, we only see what our mà chúng ta không nghĩ cái điều nó dài lâu. But we did not see the long chương trình của Chúa dành cho tôi và chị em là ngắn hạn hay là đời đời? The plan of God. Và nếu là đời đời, chúng ta phải nói theo cách của Chúa. And it's eternity. Chúng ta tin vào Chúa. We believe in that. Làm theo những gì Chúa dạy. Do as He said. Và Chúa ngài biết trước cuộc đời chúng ta hơn những gì chúng ta biết. And God understands us more than us ourselves. Jacob đã được phước đó bởi vì Jacob tin. Jacob he received the blessing because he believed. Ông đã mặc dù ông là em nhưng mà ông đã nhận được cái quyền con trưởng. Even though he was smaller brother, but he still received the firstborn authority. Và Đức Chúa Trời đã hãnh diện ngày sinh ngày Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. That was the Bible said the God of Abraham, Isaac and Jacob. Và Chúa nói ta ghét Esau nhưng mà ta yêu Jacob. I hate Esau but I love Jacob. Tại sao Đức Chúa Trời ghét Esau? And why is that? Chúa trong Chúa là đầy tình yêu, tại sao ngài ghét? God is love but why does he? Bởi vì ngài không ghét ông Esau nhưng ghét tội lỗi ở trong Esau. He doesn't hate the person but he hates the sin in him. Bởi vì ông coi thường cái quyền con trưởng mà Chúa đã sắp đặt cho ông. Because he gave up the firstborn authority. Ngài nói nhiều khi Chúa muốn ban phước cho tôi và chị em lắm. Sometimes God really wants to bless us. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nghĩ những cái phước tạm thời mà chúng ta không nghĩ cái phước đời đời. But we only count on the temporary one. Phước tạm thời có thể biến mất trong một thời gian rất ngắn. The temporary one can be disappeared. Nhưng mà phước đời đời đó chính là vĩnh viễn cho tôi và chị em. But the eternity blessing is forever. Cho nên chúng ta cần làm theo cách của Chúa. So do as his plan. Buổi sáng nay Chúa muốn chuẩn bị cho dân sự của ngài một cái sự ban phước đời đời. God prepare for us an eternity blessing today. Và muốn được ban phước đó thì chính Chúa ngài phải sửa lại những cái điều sai trật của dân sự. But we ourselves need to be fixing what is wrong. Liệu rằng chúng ta có muốn được phước đời đời của ngài không? Will you want it? Và nếu chúng ta có muốn được phước đời đời của ngài thì chúng ta cần nên làm theo cách của ngài. So if you want to receive it, do as he said. Lời Chúa ở đây chúng ta thấy ở trong câu 36, có 26. In verse 26. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. And I will give you a new heart with new and right desire. Nhưng mà trước khi Chúa ban thần mới và lòng mới thì ngài cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi. I will take out your stony heart of sin and give you a new one. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng có hai cái lòng, phải không ạ? So two types of heart here. Một cái lòng bằng đá và cái lòng bằng thịt. One is flesh and one is stony. Nó giống như hai mảnh đất vậy. Just like two different lands. Một mảnh đất thì đầy cỏ dại gai gốc. One land is full of grass. Nhưng một mảnh đất là đất tốt. But the other one is soil. Hạt giống thì có một loại thôi. One seed. Khi chúng ta gieo hạt giống xuống. When we plant the seed. Thì chỉ có mảnh đất tốt thì mới tiếp nhận hạt giống và phát triển lên. Only the good land that received the seed will grow. Lòng của tôi và chị em đôi khi đá và gai gốc rất nhiều. Sometimes there's stone and grass in our heart. Vậy thì thế nào gọi là lòng bằng đá? So what is a stone heart? Lòng bằng đá hay còn gọi là tấm lòng cũ, nó bị chai cứng rồi. It is a stone cold heart that is from the old person.
Chúng ta được sanh ra bởi ba mẹ của mình, được dạy dỗ ở trong một môi trường rất tốt. We was born by our parents and we grown up in a great. Nhưng mà lạ lắm, không hiểu tại sao từ lúc nào đó mà tấm lòng chúng ta trở nên cứng. But sometimes in our life, our heart becomes stone. Chúng ta thường nói với con của mình là mày cứng đau quá. Sometimes we say to our children, you và là are so stubborn. Chúng ta nói rằng thôi đừng làm chứng cho người kia cứng lòng lắm. And sometimes we say, don't give him the gospel. He's very thật stubborn. Thật ra nó rất là cái lòng của chúng ta nó không phải là cứng đâu. It's not that is our heart. Nhưng mà cái ý chí của chúng ta nó đóng lại rồi thì không ai có thể làm gì được. Because our will is closed, nobody can vậy thì open cái gì it. Làm cho cái lòng mình cứng vậy? So what makes our heart strong? Ở trong Hebrew đoạn 3 câu 13 cho chúng ta một cái câu trả lời. Hebrew chapter 3 verse 13. Hebrew đoạn 3 câu 13. Hebrew chapter 3 verse 13. Chúng ta có thể đọc chung với nhau câu kinh thánh này. Hebrew đoạn 3 câu 13. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau khi đang khi còn là ngày nay, gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Như vậy cái gì làm cho lòng chúng ta cứng ạ? So what hardened your tội lỗi dỗ dành? The sin. Đôi khi chúng ta phạm một lần, maybe we make lương tâm sin. Mình cáo trách mình. Our conscience is hurt. Chúng ta muốn từ bỏ nó. We want to give it up. Nhưng vì sự yếu đuối của xác thịt, but because the weakness of chúng ta flesh, lại tiếp tục phạm lần thứ hai. We continue to make more sin. Lương tâm cũng cáo trách. Our conscience still lần thứ ba. Third time. Và nhiều lần như vậy. And many more. Lương tâm rụng răng hết. The conscience is still there. Nó không còn cáo trách nữa. But nó không còn cắn nữa. It not say anything. Chúng ta thường nghe nói là lương tâm cắn rứt không? Sometimes we say that our conscience. Nhưng mà sau nhiều lần phạm tội cuối cùng lương tâm không cắn rứt nữa. But after many times, there's no conscience anymore. Nó chai lì rồi. Nó trở nên chai lì rồi. It's hard, become hard. Nó trở nên cứng rồi. It's hard. Cho nên để có thể gieo được hạt giống của Chúa. So in order to seed the plan of God. Thì Chúa nói là ngày cất cái lòng bằng đá ra khỏi chúng ta. You have to take the heart of stone out of you. Ở trong sách Esai chương 5 câu số 2. Isaiah chapter 5 verse 2. Esai đã ghi lại cái điều mà Chúa ngài mong ước cho dân sự ngài. Isaiah chapter 5 verse 2. Tôi xin đọc câu số 1 như sau. Ta sẽ hát cho bạn rất yếu ta một bài ca của bạn yếu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yếu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra dẹp bỏ những đá. Người khai phá cái mảnh đất này và cất những cái đá ra hay là dẹp bỏ những đá ra. So verse 2, he blow the land and clear its stones. Rồi trồng những gốc nho sinh tốt. And plant it with choice vine. Nó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. That is the will of God for us. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn trồng những cái điều tốt lành trong lòng của tôi và chị em. God always want to give us the best thing for our life. Để từ lòng của chúng ta sanh ra những bông trái của Thánh Linh. So that from us we can grow the fruit of the Holy Spirit. Nhưng đôi khi một thời gian nào đó, but after a while, chúng ta mãi mê cái công việc của đời. We continue on our normal. Chúng ta giao tiếp với những người xấu. We communicate with wrong people. Kinh Thánh nói rằng bạn bè xấu làm hư thối nát tốt. Bible said bad friend cannot make. Vì sao chúng ta phải đến với dân sự của Chúa? That's why you need to come to. Vì sao chúng ta đến với thờ phượng Chúa cùng nhau? We come to the church together. Để rồi các chi thể đồng lo tưởng đến nhau và gây dựng thân thể được mạnh mẽ. So that we connect and we grow together. Và anh chị em, nếu anh chị em yếu đuối thì anh em ta cần đến người yếu hay là cần đến người mạnh? So if you weak, you're looking for a strong one. Nếu ta nói người yếu là người yếu kéo mình đi luôn. The weak only drag you. Ông bà chị em muốn cứu một người đuối nước, ông bà chị em phải là người biết bơi. But the strong one will lift you up. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy là gì? Lời của Chúa ở đây nó là gì? Ngài cất bỏ những đá ra khỏi lòng của dân sự. Just as the Bible, he take out the stone in our heart. Và khi đá được cất khỏi rồi thì lúc bấy giờ Ngài mới đặt lòng mới của Ngài ở trong chúng ta. And when everything is clear, he give us the new. Và thần mới có thể vận hành trong chúng ta. And the new spirit can operate. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một cái ví dụ về cái bình mới và rượu mới. Jesus already gave us an example about this. Nếu cái bình cũ mà đổ rượu mới vào, an old pocket but new wine, cái bình nó sẽ nứt ra và bể hết. That vase, I'm sorry, the vase and new wine, the vase nhưng will mà be bình broken. Mới thì đựng rượu mới. But the new vase and the new wine will be clear. Trong giao ước cũ, để có thể một người công chính được gọi là công chính, người đó phải làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. So in the Old Testament, in order to be called faithful, he has to follow all order and nhưng rules. Mà trong giao ước mới thì chúng ta thấy chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta được xưng là công chính. So, but in the New Testament, when you call Jesus as your Lord, you already been called faithful. Cho nên ông bà chị em thấy ngày hôm nay, khi ông bà chị em tin Chúa, chúng ta có Thánh Linh của Chúa bên trong. So when we believe in God, we have Spirit in us. Và Chúa đã thanh tẩy chúng ta, làm cho mới tâm lòng của chúng ta. And our heart's been clear so that He can sit. Nhưng mà đâu đó sit in there. Cũng vẫn có những cái sự cứng lòng len lỏi vào và phá công việc của Chúa trên chúng ta. But sometimes our heart will slowly stone one by one. Nhiều khi chúng ta thấy cái người đó rất là yêu mến Chúa. Maybe we see some Christian that very love God. Nhưng mà thần linh chúng ta lại nghe những cái lời nói từ miệng của người đó ra, đầy những lời chua ngoa, đầy những lời của cái sự gây sự chia rẽ, tổn thương hay là làm sự làm buồn lòng Chúa. But suddenly we hear a word of discouragement and có không anh chị em? Word from that person.
Đôi khi chúng ta thấy là người đó đứng lên có thể giảng dạy một cách rất là mạnh mẽ, nhưng mà rồi phía sau đó lại làm những công việc rất là sàng bậy. So on the stage he preached very good, but after, on the back he never said a good word. Có người thì rất yêu thương chúng ta, tay bắt mặt mừng, yêu ông bà chị em lắm, yêu thương lắm, nhưng mà đằng sau thì cầm cái dao đâm mình. Some people only love you in front of you. Nó có nhiều lắm ông bà chị em. Nhưng bà chị em biết rằng tại sao phải cần có những con dao đâm đó không? But why do we need those? Bà chị em có đau không? Có bị tổn thương không? Nhưng mà tại sao có những con dao đâm đó? It's hurt though. Để bà chị em chết. Đúng không ạ? Khi mình chết thì Chúa mới sống trong mình được. So when our flesh dies, Chúa sẽ có những người đâm bà chị em đó. Đâm một lần chưa chết. If you've been stabbed by one, đâm tiếp lần thứ hai. Keep stabbing. Và đâm tiếp nhiều lần nữa. And more and more. Cho đến khi chúng ta không còn đau nữa. Until there no more pain. Và bắt đầu chúng ta biến những cái buồn bã đó thành sự ngợi khen. And we turn that hurt, that pain into the blessing of God. Đó là điều Chúa muốn. That's the thing that để God quyền năng của Thánh Linh của Ngài mới hành động ở trong tâm và trên nước. So that the Holy Spirit can operate in your chúng ta cần có lòng mới và có thần mới của Chúa bên trong. New heart and new spirit in you. Đạo của Chúa không phải là tu sửa. The religious of God is not mà mixing. Đạo của Chúa là biến đổi từ bên trong. But replace the new. Chúa đặt lời của Ngài bên trong chúng ta để thay đổi tâm lòng của chúng ta. He puts His word in us. Chúng ta chọn sự đầu phục trước mặt Ngài. So that we can surrender. Chúa ơi, lòng của con trước đây rất là xấu. You say that our heart is nhưng bây bad. Giờ con xin Thánh Linh của Chúa hành động ở trong con. But now we asking con chọn sự đầu phục Ngài. We ask Him to work in our life. Để lòng mới ở trong con. So that I can have a new và life. Và thần mới của Ngài ở trong con. And your new spirit in me. Năm mới xin Chúa cho lòng mới. May this new year năm mới cho đổ thần mới của Ngài. New spirit from you. Đầy dẫy dòng sông sự sống của Ngài cho chúng ta. Fill the river of life. Tuôn tràn một cách mạnh mẽ. Pour out everything on me. Chạm đến ai người đó được chữa lành. And touch and chạm đến ai người đó được tươi mới. There was joy. Chạm đến những người buồn bã họ sẽ cho vui mừng. They will enjoy by your chạm đến những người thất vọng họ sẽ có hy vọng. From desperate to hopeful. Họ sẽ được hạnh phúc. And they will happy. Và những cuộc đời, những gia đình của chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc ở trong Chúa Giêsu. And all the life been turned around. Chúng ta không phải mãi để nói những điều buồn bã và trái trường kia. Don't speak the word of negative. Bởi vì dân sự khi đi ra khỏi xứ Ai Cập. Because when Israel they out of họ đi trong sự vui mừng chứ không phải đi trong sự buồn bã. They live with joy. Mà họ chỉ chiếm được đất hứa của thuộc thể thôi mà họ đã vui mừng như thế. They only take the land in flesh. Trong khi tôi và chị em là người có sự sống đời đời ở trong Chúa Jesus. But we have the eternity life with Jesus. Chúng ta không thể nào giữ cái cuộc đời cũ mà có thể bước đi một cách mạnh mẽ cùng Thánh Linh. So don't hold on to your old life. Amen bà chị em. Amen. Cho nên hãy biết rằng Chúa là đấng đã giải phóng chúng ta rồi. So understand that you already been saved. Chúa tấc lòng bằng đá khỏi chúng ta rồi. The stone of heart và Ngài đã ban đặt lòng bằng thịt cho chúng ta rồi. And give us a new heart. Để Thánh Linh của Ngài vận hành trong tôi và chị. So that the Holy Spirit can be operated. Bằng cách nào? How? Hãy dâng đời sống của mình trong tay Chúa. Give your life in God's hand. Có nhiều khi chúng ta có đạo. Sometimes we have. Chúng ta giữ rất là nề nếp ở trong cái sự trật tự trong. Sometimes we call ourselves Christian. Nhưng mà cái mối tương giao của chúng ta với Chúa nó bị có những vách ngăn. But there's no relationship between us and God. Và điều đó Chúa không hành động chúng ta được. Then from that God cannot act in our life. Chúng ta thấy có nhiều người được Chúa ban ơn. We see many people being blessed. Nhiều người được Chúa sức dầu. Anointing. Thay vì mình hỏi rằng là mục sư ơi, anh chị ơi, làm sao để được sức dầu như vậy? Instead of asking how to become like that. Thì chúng ta lại moi móc cái điều xấu của người kia ra, chúng ta lại chỉ trích những cái điều nhỏ nhặt của người kia. Và như vậy thì làm sao chúng ta được sự sức dầu? But we pointed at him with jealousy. Envy. Ai tiếp một người tiên tri về là tiên tri sẽ được phần thưởng của người tiên tri. Whoever welcome a prophecy. Ai tiếp một người công chính về là công chính được phần thưởng của người công chính. Who welcome a pastor will receive. Nếu mà chị em nhìn thấy những người được ơn. Nếu mà chị em thấy những người được ơn. So you see the anointing one from God. Hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho họ. Bless King God and pray for them. Mà Chúa sẽ ban ơn cho bà chị em mỗi lần hơn. And God will give you more than ever. Chúa Giêsu không bao giờ giới hạn quyền năng của Ngài. Jesus is never limit his authority. Chúa Giêsu nói là các ngươi làm được việc ta làm. Jesus said you will do as I do. Nhưng cũng làm được việc lớn hơn nữa. And do even greater. Bởi vì ta đi về cùng Cha. Because I'm back with the Father. Chúa không giấu bí kíp. God he didn't hide anything. Nhưng Chúa ban cho. He gave it out to us. Quan trọng là chúng ta có tiếp nhận không? The point is, will we receive it? Ông bà chị em biết tại sao Elise được sức dầu gấp bội Eli không? And I ask you this, why does Elisha receive more oil? Điều thứ nhất là Elise rót nước trên tay Eli. First, Elisha, he served Elijah. Chúng ta nghĩ là ông là chăm trà, chăm nước cho Eli phải không? You think that is nothing? Dạ không. That ông is... rửa tay cho Eli, rót nước để Eli rửa tay. He became a servant of Elijah. Rồi cái điều thứ hai là gì? Là ông trung tín. And the second thing, he's being ông faithful. Theo đuổi. He followed. Ông cứ đi theo Eli sát. He followed Elijah every day, every time. Và ông xin một cái điều kỳ diệu ở trên Eli. And he only asked for one vì thing. Vì ông đã thấy Eli có những phép lạ từ Chúa. Because he saved all the work ông of Elijah. Ông không ganh tị về điều đó. He's not jealousy. Mà ông mong ước được điều đó. But he asking for it. Ông cứ đi theo. He just keep following. Và Eli hỏi tại sao ngươi đi theo ta vậy? And Elijah said, why do you follow me? Home. Eli nói, thầy,
Tôi chỉ đi cho ba hàng xóm. Elijah said, tôi không bao giờ rời khỏi thầy. I will never leave you. Ông lại đi theo nữa. And he keep following. Cuối cùng thì Eli hỏi, muốn xin cái gì? And Elijah said, what do you want? Tôi xin thần của Chúa ngự trên tay đó, cảm động lòng tôi mọi phần. And he said, may your spirit pour upon me more than you. Khó lắm. But Elijah says that is hard. Eli nói khó lắm. Elijah said, it's nhưng hard. Mà sẽ có, sẽ được. Với một cái điều kiện. But it will be with one condition. Khi nào ngươi thấy ta được cất lên. If you see me being lifted up to heaven. Thì ngươi sẽ được. You will receive it. Ông bà chị em nghĩ Elise sẽ phản ứng thế nào? So what was the reaction of Elijah? Eli ông nói như thế này. Elise. Elijah said. Chắc con đói bụng rồi, đi kiếm đồ ăn đi. Are you hungry? Go have some meal. Dạ không, con đói bụng đâu thầy. He said, no, I'm not. Ủa chắc con khát nước lắm, con đi uống nước đi. So are you thirsty? Just go dạ, for dạ, yourself. Dạ con cũng không có khát nước nữa thầy. No, I'm not. Thôi con về con thăm nhà cha con đi. Back to your father's house. Dạ không, con không có thăm được. No, I'm not. I will not go. Tại sao Elise lại không cần ăn, không cần uống, không cần làm gì khác? And why and who give Elijah the strength bởi to do that? Bởi vì có một lời hứa từ Eli. Because he received khi nào a promise. Thấy ta được, cất lên. If you see me being lifted up, ngươi sẽ nhận được. You will have it. Nếu Chúa nghe nói rằng gì, khi ngươi thấy ta được cất lên, thì ngươi sẽ được sự sức giàu. Ông bà chị em có dám bỏ đi không? If Jesus said the same thing to you, will you do it? Giả sử Chúa nói là gì? Ta tới lúc 12 giờ ta sẽ sức giàu cho các ngươi ở đây. So, for example, Jesus mà came, ai rời khỏi 11 giờ 59 phút có nhận được sức giàu không? He said, I will come back at midnight and anointing. Cho nên có lời hứa, chúng ta phải làm sao bám lấy lời hứa của Chúa. So we have to hold on to the promise we have. Đôi khi đơn giản chỉ là sự phục vụ người hầu việc Chúa. It's just a simple service. Không phải là người hầu việc Chúa đòi hỏi chúng ta phục vụ. They didn't ask us to serve. Nhưng mà đi học cũng phải trả tiền chứ. But we have to be humble. Có đúng không bà chị em? Các môn đồ của Chúa họ phải bỏ nhà cửa để họ theo Chúa. You have to pay the price to receive. Họ ở với Chúa 3 năm rưỡi. They stay with the apostle. Chúa kêu trở về và chờ đợi điều tra đã hứa. They stay with God for more than 3 years. 120 người không dám về nhà. 120 people. Họ ở nơi phòng cao họ chờ Chúa. They stay in the high room. Họ cứ tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. They keep praying and praying. Vì có lời hứa của Ngài. Because they have the promise. Nếu Chúa hứa cho bà chị em rằng đặt tay lên cái nào được lành. If you have that promise from God. Nên là chờ đợi. And you're waiting. Tiếp tục chờ đợi. Keep waiting. Có thể lần thứ nhất chưa được lành. Maybe not the first time. Đừng nản lòng. The second time. Thậm chí là Chúa nói với người đàn bà Samaria là gì? But patient. Không quăng bánh cho chó. For Canaanite woman, God said, I will don't give the bread to the puppies. Giận không ạ? À? Woman can be bỏ về không ạ? À? She can leave. Cũng đáng lắm. Because she being nhưng bà này không bỏ cuộc. But she did not leave. Và kết quả là gì bà chị em? And the result? Con gái của bà được chữa lành. Her daughter was healed. Hallelujah! Đừng bỏ cuộc bà chị em. So don't give up. Nếu chúng ta biết chắc Chúa của chúng ta là thành tín. If you know the promise you have. Ngài không bao giờ thay đổi. He never changes. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Don't give up on anything. Nhiều khi thấy người này được làm chứng, được chữa lành. Maybe you see the testimony of chúng ta nói Chúa ơi, sao mà Chúa thương người đó hơn thương con vậy? And you said, when will my turn? Đừng phân bì. And don't be. Hãy hỏi họ tại sao họ được chữa lành vậy? Ask them how have you received. À, người chị em chúng ta làm chứng là bao lâu mới được chữa lành? Like a sister here. 7 tháng. She been healed. Hãy theo đuổi một cách tuyệt vời. So keep following the promise you got. Và đôi khi chỉ cần nghe Chúa phán một lời thôi, phép lạ xảy ra. And just for a moment, you will receive what you want. Cho nên bà chị em, sự vận hành của Thánh Linh có một điều rất là đặc biệt đối với chúng ta. So the operation of the Holy Spirit is special in our life. Cho nên Chúa Ngài sẽ ban lòng bằng thịt cho chúng ta. So God will give us the new lòng bằng thịt là gì? A heart đó là tấm lòng mới được thanh tẩy và mua chuộc bởi huyết của Jesus Christ. That's the new heart that was clean and paid the price by the blood of Jesus. Được Thánh Linh làm cho tôi mới. It was new by the Holy Spirit. Nó mềm mại. It's soft. Nó nhạy bén với Thánh Linh. It's asking for Holy Spirit. Và nó có một cái cảm nhận và sự cảm thông với những người khác. And they have a heart relationship with the others. Có ba người đang đi từ Jericho đến Jerusalem. For example, three people walking from Jericho to Jerusalem. Và thấy một người Do Thái đi từ Jerusalem xuống Jericho. But they see a Jewish walking bị cướp đánh và nửa sống nửa chết. That man was being robbed and beating. Hai người thứ nhất đó là thầy tế lễ. The first person is a priest. Ông đi tới và ông nhìn thấy cái người kia bị nạn. He see this man is on the ground beating to death. Ông nhìn và ông thương xót. He have mercy. Thương quá. So poor. Nhưng mà trễ giờ rồi, ông đi luôn. But my time is up. Người thứ hai là người Levi. The second person is Levi. Đi lại và nhìn thấy cái người bị nạn. A Levi person. Người Levi này thấy thương xót.
And they have him, he và also đi have lại mercy. gần hơn nữa. And he walked toward this man. Và thương quá. So painful. Nhưng mà người này đi. But he keep going. Thêm bậc cho em thì người thầy tế lễ và thầy Levi thì ai tốt hơn? So between the priest and the Levi, who is the better one? Who is the better one? Tại vì ông phải mất công để ông đi lên thêm vài bước nữa để thấy nhìn thấy cái người kia kỹ hơn. Well, at least the Levi came around that man. Bề ngoài có thể thấy người Levi tốt hơn. Maybe you can see that the Levi is a good one. Nhưng mà thực tế cái quan trọng là cái người Levi và thế lễ có làm được gì cho cái người bị nạn kia không? Did they do anything for that man? Đôi khi bằng lời nói của chúng ta rất là hay. Maybe our words is very good. Nhưng mà sự nâng đỡ và sự xoa dịu những vết thương đau đớn kia thì chúng ta không làm. But we did not do the words that we should. Nhưng có một người Samari là một người bị người Do Thái khinh khi. But the third person, họ không giao thiệp với người Samari này. Và người Samari đi lại gần, thấy và lấy dầu sức vết thương, đưa người bị nạn lên lưng lừa, đưa đến cái nơi để điều trị. But the Samaritan man, he do the work that he need. Và tại nơi đó, người Samari nói rằng là nếu có thiếu khi nào tôi trở lại tôi trả luôn. And he said, I will pay all the price, just take care of this. Ai man. Là người cảm nhận được nỗi đau của người kia và xoa dịu được nỗi đau à? Who is the one that feel the same pain as the man? Đôi khi người ta nhìn chúng ta với một cái ánh mắt chúng ta không ra gì. Maybe we some people see us as nothing. Nhưng mà chúng ta đầy lòng thương xót. But we have a merciful heart. Có một cái anh nhà giàu kia. For example, a rich man. Ảnh giả dạng là một người nghèo. He disguised as a poor one. Và ông đến, ông xin những người mà du lịch ăn mặc đồ thật là đẹp, mặc áo vest, ông ngon lành lắm. And he came around asking for money from the tourists. Anh ơi, cho tôi một đồng để tôi ăn ổ bánh mì. Can I have a dollar just for bread? No. The tourist said no. Mà biết bao nhiêu người đi đến xin, không cho. But they keep rejecting him. Nhưng mà cái người đi lại, cái người ăn xin. But another. Và nói với người ăn xin rằng là tôi cần một đồng để tôi ăn ổ bánh mì. Another homeless man came to this guy and can I give you anything? Người ăn xin này lấy không chỉ là một đồng mà cho hai đồng luôn. But the other homeless not only give him once, but tại sao những người giàu kia mà họ không có thể cho được một đồng? The tourist cannot give him, but the homeless man give a poor one. Bởi vì không có lòng thương xót. Because they have mercy for heart. Cho nên thương bà chị em, khi tấm lòng thương xót, cái người mà có lòng mới, the one that have the heart, là người nhạy cảm với nỗi đau của người khác. It's the one that's sensitive to the painful of the other. Và họ có thể sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho người khác. And they're willing to share everything they have. Nhiều người giàu dâng tiền, bỏ tiền dư của mình vào trong rương tình tiền. Some rich men offer the thing that nhưng có the một người đàn bà quá có 2 đồng ăn 1 phần tư xu. But a widow give everything she have. Bà dâng hiến bao đó. That's all she have. Chúa Giêsu nhìn vào cái hộp tiền dân và Chúa nói với các môn đồ rằng bà này dâng nhiều nhất. And Jesus said this woman is the one who gave the most. Ủa Chúa có làm không? The apostles said, are you mistaken? Bà này dâng có chút xíu mà nó là dâng nhiều. She only keep 2. Và Chúa nói bà này like dâng tất cả. Bà dâng tất cả của bà có. But Jesus said that is all she have. Đôi khi chúng ta có nhiều tiền chúng ta phải tính toán đủ thứ hết, cái tiền này làm mua cái này, tiền kia để làm cái kia. When we hold an amount of money in our hand, we calculate and plan to buy something. Năm 1999 trong một lần một đại hội nói. 1990. Tôi có 20.000 trong túi thôi. 1999 I only have. Năm 1999 20.000 là cũng có giá lắm nha. So it make a big value at that time. Và tôi bắt đầu toan tính là bây giờ mình sẽ dâng hiến tiền dâng hiến là 10.000, mình để 5.000 đổ xăng. Mình để 5.000 ăn dĩa cơm. So I'm planning on 10 for offer, 5 tính, for tính, gas, tính, 5 tính, for eating. Tính trong lòng và không có tập trung để thờ phượng Chúa được. I'm planning on that in my head and I'm not focused on worship. Có một cái tiếng nói ở trong tôi. And a voice came up. Dâng hết đi. Give it all. Và thế tôi móc túi tôi dâng hết. So I take it out all 20,000 and I give it all. Thế là khỏi tính luôn. So don't have to count anymore. Hallelujah. Và cho em nghĩ tôi lời hay là lỗ ạ? So, quà đến Chúa trời đã tiếp trợ một cách dư đầy. But God provide in a different way. Ngợi khen Chúa bà chị em. Not with money but with the thing that I need. Người có lòng mới và thần mới ở bên trong đặc biệt lắm. The person that have new heart and new spirit is special. Nhưng bên ngoài họ có thể không bằng những người khác đâu. The outlook maybe they is normal. Nhưng mà khi họ giờ chạm đến các chi thể trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta thấy họ có sự khác biệt. But when they keep the touching, you will feel it. Xin Chúa thay đổi lòng của chúng ta. Make God change our heart. Để chúng ta không còn cái lòng bằng đá nữa anh chị em. So we will not have the old heart for không có lòng person. Cứng cỏi không tha thứ nữa. No more hateful heart. Không có lòng cứng cỏi cay đắng nữa. No more stony heart. Không còn có lòng cứng cỏi vì sống trong đời sống tội lỗi nữa. No more sinful heart. Nhưng mà chúng ta có lòng mới của Chúa ở bên trong. But we have a new heart of God in us. Tiếp theo chúng ta thấy rằng là đặt thần mới của Chúa bên trong.
So we're coming up next to the đây là ý định đời đời của Chúa dành cho chúng ta. This is the eternity plan for us. Tại thần mới có nghĩa là gì? What is the new spirit? Không có nghĩa là chúng ta có thêm một thánh linh nữa. Doesn't mean that we have another Holy Spirit. Trong sách Roma chương 8 câu 15 ghi như sau. Romans chapter 8 verse 15. Thật anh em chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi. Nhưng đã lại nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. So you should not be like cowering fearful slave. You should behave instead like God's very own children adopted into his family, calling him Father, dear Father. Trong cái câu kinh thánh này có nói về là tâm trí của tôi mọi. So this verse said that you should not be like cowering. Trong nguyên nghĩa nó rằng là linh tôi mọi. Which means the spirit of slave. Và thần mới được gọi là linh của sự làm con nuôi. But the new spirit said God very own children. Mỗi một người được sanh ra đều ở dưới một cái dạng linh gọi là linh tôi mọi. All of us when we were born we were under the reign of the slave spirit. Linh này làm chúng ta luôn luôn có sự sợ hãi. This spirit make us fearful. Sợ già. Fear of old. Sợ ế. Fear of lonely. Sợ làm ăn không được. Fear of failure. Sợ thất nghiệp. Fear of jobless. Sợ chết không biết đi về đâu. Fear of death. Có đúng không? That's đó là linh tôi mọi. That is the spirit of slave. Linh tôi mọi không có sự bình an. It never keep you peaceful. Linh tôi mọi không có tình yêu thương. No love. Nhưng mà linh của sự làm con nuôi. But the new spirit God very own children. Thì cắt bỏ mọi sự sợ hãi. We cut it all. Bởi vì chúng ta có trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Because we live fulfilled in the love of God. Chúng ta không còn sợ già. No more fear of age. Bởi vì có sợ cũng già. Because even we fear, we still be older. Chúng ta không cần sợ chết. We don't have to be afraid of death. Bởi vì có sợ cũng chết. Because nhưng tại sao chúng ta không sợ? Till time we all be dead. Bởi dầu có già bên ngoài. Because despite being old. Nhưng người bề trong đổi mới càng ngày càng hơn. But our heart inside is new, is young. Dầu có chết về thuộc thể. Despite being death in the flesh. Nhưng mà linh hồn được sống đời đời trong Chúa Jesus Christ. But our soul and spirit are như vậy còn sợ không? Yeah, không có sự sợ hãi trong tình yêu thương. So there's no fear in love. Như vậy ông bà chị em hãy nên nhớ một điều rằng chúng ta đã có thần mới ở trong đời sống của mình rồi. So we already have the new spirit in us. Ngay khi mà chị em tin nhận Chúa thì Chúa đặt thần của Ngài ở trong chúng ta rồi. The moment we receive Jesus, He put His spirit in us. Một số bà chị em nói là không, tôi có đạo chứ. So people said, no, I didn't know. Có đạo và có Chúa khác nhau. I have religious is different from God. Tin và nhận khác nhau. Believe and receive is different. Chúng ta tin về một đấng cứu rỗi. We believe in the salvation. Nhưng chúng ta chưa xưng nhận Ngài là cứu Chúa của con. But we did not call himself our God. Chúng ta không được. Chúng ta không nhận được. We will not receive it. Cho nên cái thánh nói nếu ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Ngài. So Bible said who receive and believe me will be my children. Cho nên buổi sáng hôm nay nếu bà chị em nào chưa từng nhận Chúa. So whoever he has nhận Ngài cho cá nhân của mình. For your own. Không phải nhận cha nhận thì con được cứu. Không có. The Father receive, but the Son will not. Mỗi một người tin nhận Chúa thì người đó được cứu. You have to receive for yourself. Cho nên ai chưa có tin nhận Chúa thì sau cái giờ này tôi sẽ mời chị em để mời Chúa làm chủ cuộc đời. So I calling you to come up after this so that you can receive lập Jesus. Lập tức chúng for ta you. Sẽ có lòng bằng mới của Chúa. From that moment you lập will have thần the new mới của Chúa ngự trong chúng ta. A new spirit in you. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái kết quả của cái người có lòng bằng mới, có lòng mới và thần mới. Let's see what we have when we've been changed. Chúng ta trở lại ở trong sách Ezekiel. Back in the book of Ezekiel, chapter 36. Điều thứ nhất, đó là ta giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế. First thing, I will keep. Câu số 29. Verse 29. I will clean you and your filthy behavior. Cái từ ô uế này trong nguyên nghĩa nó nghĩa là chưa cắt bì. The word filthy here is like describe your old person. Để có thể được vào đất hứa thì dân sự Chúa đòi hỏi dân sự phải dẹp khỏi sự ô uế khỏi họ. So in order to Israel came in the promised land, they have to be clean. Chúng ta xem trong Phục Truyền đoạn 30 câu số 6. Please open the book of Deuteronomy chapter 30 verse 6. Phục Truyền 30 câu 6. Deuteronomy chapter 30 verse 6. Xin hãy chuyển vào cái bảng hiệu đính giúp. Rồi chúng ta cùng nhau câu số 6. Có câu 7 trong nếu mà bạn dịch mới chắc là câu ê bạn hiểu đến chỗ này là câu số 7. À, sao cái này gì? Không không, câu 6. Dạ. Dạ chúng ta cùng nhau đọc nhiều đâu câu kinh thánh này.
Jehovah Đức Chúa Trời sẽ cắt bì tấm lòng anh em và tấm lòng của dòng dõi anh em, để anh em hết lòng, hết linh hồn kính mến Jehovah Đức Chúa Trời mình, và nhờ đó mà anh em được sống. Dạ. Nhưng mà cái điều đòi hỏi ở trong câu số 6 là gì? Chúa đòi hỏi là phải cắt bì lòng anh em. So this verse said that you have to cleanse your heart. Nhưng mà trong bản dịch cũ thì nói rằng là dẹp bỏ sự ô uế. But in the old translation it says give up all the physical. Vậy điều này ở trong giao ước mới thì chúng ta phải làm như thế nào ấy? So how do we do it in the new covenant? Đối với dân Israel là phải dẹp bỏ cái sự ô uế đó, tức là cắt bì. With Israel is not only clean the heart but mới also được vào Canaan. So that they can come in the promised land. Vậy thì trong Tân Ước chúng ta cần phải làm gì? Cô-lô-se đoạn 2 câu 11. But in the New Testament what should we do? Cô-lô-se đoạn 2 câu 11. Colossians chapter 5 verse 11. Anh em cũng chịu cắt bì trong ngày, không phải cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ là lột bỏ tính xác thịt của anh em. Colossians chapter 2 verse 11. Yeah. Đó là lột bỏ tính xác thịt. It is give up your flesh. Đối với dân Israel thì Chúa bắt buộc dân Israel phải cắt bì bằng một cái loại gọi là dao đá lửa. So with Israel God asking them to clean themselves with the đó là mệnh lệnh đời đời Chúa dành cho dân Israel. With the blazing blazing nếu họ không knife. Cắt bì thì họ bị loại khỏi dân sự. If they did not do that they will be cast out of Israel. Và Chúa thấy lạ lùng lắm, Chúa mạng lệnh là phải cắt bằng cái dao đá lửa. But his order is to using the knife with fire. Trong Tân Ước thì khi chúng ta phải cắt bì trong ngày. Đó là lột bỏ tính xác thịt. But in the New Testament you have to clean vậy lột your bỏ bằng cách flesh. Nào? How should we do it? Cũng bằng dao đá lửa. Also with the knife of fire. Dân xem dao đá lửa thuộc thể. The blazing knife. Yeah. Nhưng chúng ta cần cắt bì bằng dao đá lửa thuộc linh. But we using in the spirit. Mỗi một bé trai người khi mà được lên 8 ngày tuổi. Every single boy that was born for 8 days. Là phải cắt cái dương bì của nó. He has to cut the thing down there. Còn nếu cái người nam nào mà mua từ bên dân ngoại vào. And for the man that came from outside into Israel. Dầu cho lớn tuổi cũng phải cắt dương bì. Despite the age, he still have to cut it. Và đó là dấu hiệu đời đời đối với Chúa. And that's it, the sign of eternity. Và phải cắt bằng cái dao đá lửa. And with the blazing trong knife. Tân Ước thì chúng ta biết chúng ta lột bỏ tính xác thịt chúng ta bằng cách nào đây? So from our time, what should we do to clean our chúng ta không lột bỏ bằng sự cố gắng. We not clean it with our work. Nhưng chúng ta lột bỏ bằng sự chấp nhận. But we clean it with the acceptance. Khi dân sự chịu cắt bì. When Israel accepting. Bản thân người đó không tự làm. He did not do it himself. Mà người khác phải làm cho người đó. But another man will do it for him. Cũng vậy, đôi khi chúng ta cắt bì. Sometimes we cut our own flesh person. Chúng ta không tự để tu được. We cannot do it on our own. Nếu tu được, Chúa Giêsu không cần đến. If we can do it on our own, we don't need Jesus. Nhưng chúng ta, Chúa dùng người khác để cắt bì chúng ta. But God used another one to do it for us. Chúa Giêsu không tự lên thập tự giá. God, he did not came on the cross on nhưng himself. Người ta trói ngài lại và đóng đinh ngài trên thập tự giá. But they tied him up and nailed him on the cross. Hột giống lúa mì không chết khi gieo xuống. The seed cannot be thì không grown. Bao giờ có mầm sống để vươn lên. The seed if you cannot plant the seed they never grow. Đừng bao giờ chúng ta hy vọng rằng chúng ta chưa cắt bì trong ngày mà chúng ta được kết quả trong Chúa đâu. Don't ever hope that you will be saved if you did not leave your own person. Chỉ có cắt bì trong ngày thì mới có kết quả. Only clean and you'll be saved. Như vậy dao đá lửa của thuộc thể thì dao đá lửa thuộc linh là gì? So what is the blazing knife in our spirit? Chúa Giêsu hay là lời của ngài được gọi là đá. So Jesus and his word is the stone. Và lửa hình ảnh về thánh linh của Chúa. And the fire is the Holy Spirit. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 11 ghi như sau. First Corinthians chapter 6. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 1. Chúng ta đọc cùng nhau câu thánh này. First Corinthians chapter 6 verse 11. Xin bắt đầu. Câu 11. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Khi chúng ta chấp nhận để cho Chúa hành động. When we accepting for Jesus to do the action. Thì biến đổi cực kỳ nhanh. We will be changed immediately. Chỗ trung tâm của mục sư Trương Văn Lâm có một cái cô mới đưa lên cũng khoảng hơn một tháng nay. Yeah, back in the central of Pastor Trương Văn Lâm. Chỗ này đã có chồng, có đứa con. There's a woman came in for about a month. Nhưng mà chồng lại gần là cắn chồng luôn. She already been married, but every time her husband came near, she bite và him. Khi đưa lên trung tâm. And when she came to the sanctuary.
Mới một thời gian ngắn. Only for a month now. Thì người mẹ của cô này đến thăm. The mother of this woman came and paid a visit. Và thấy đứa con thay đổi. And she see her daughter being changed. Nói sao nó thay đổi nhanh vậy? And she asked, how come it happened so fast? Có phải là bởi con người làm cho người đó thay đổi không? By human doing it. Nhưng Chúa dùng con người để làm việc đó. Is by God using human. Nhưng mà không phải bằng sức của con người. But not by the human strength. Bèn là bởi Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời. By the Holy Spirit and người the word of God. She was changed. Ông bà chị em có muốn được biến đổi không? So do you want to be changed? Ông bà chị em muốn được cắt bì trong Chúa không? Do you want to be clean? Thật ra cắt bì là cắt một lần một cho nhanh, cho thật là nhanh. So one hard cut for fast. Có nhiều người thì cắt tháng này cắt miếng. They like cut one by one. 10 năm sau cắt chưa xong. Like they separate into different parts and cut it one by one. Nhưng mà Chúa nói là cắt một lần một cho xong. But God said do it for ông one bà chị em for cắt mấy lần ạ? À? Cut it one một and for lần all. Có nhiều lần ạ? À? Xin Chúa làm ứng nghiệm lời của bà chị em ngày hôm nay. Ước ao là Chúa ơi, con muốn cắt bì trong ngày. May God clean yourself for once and for all. Xin Chúa Giêsu và Thánh Linh lột bỏ cái xác thịt của con. May the Holy Spirit pull out con the flesh of me. Ngày. I surrender you. Để con được cắt bì trong ngày. So that I be clean. Và con mới có thể hưởng được phước sự sống của Chúa. So that I can receive your blessing. Cái điều thứ hai, phước hạnh thứ hai đó là gì? The đó là Chúa nói là gọi lúa mì tốt lên. That is God who give you the corps. Ta gọi lúa mì tốt lên. I call out the corp for you. Khiến cho nảy nở thêm nhiều. Make it grow. Và không còn đói kém. And then no more poor. Lúa mì là hình ảnh về dân Israel. The corp is the image of Israel. Có lúa lép mà cũng có lúa chắc. This is a good one. Làm sao biết chúng ta có lúa lép và lúa chắc? So which one it is? Chúa Giêsu nói rằng tay ngài nằm cầm nia mà rê cái sân lúa của mình. Jesus said I will clean my field. Mà cái lúa lép thì sao ạ? Nó bay ra. And all the bad ones will be flying away. Lúa lép nó bay tung tóe lên luôn. Flew all the way on the sky. Lúa lép một nó nói 10. Có phải không? Lúa lép nó thích khoe về nó lắm. But it keep flying. Nhưng mà lúa chắc thì sao ạ? What about the strong one? Nó rớt xuống. It stay on the ground. Cái cây lúa mà nó sai trái thì sao ạ? A strong one. The strong and healthy còn one cái ruộng lúa mà thất mùa thì sao? But the weak one will stand up. Nhiều người chúng ta thấy rằng họ rất là văng tung té lên á. Sometimes we see people they take nhưng Chúa không cần nhìn cái đó. But God did not see them. Chúa nhìn cái chất của nó bên trong. God see the quality. Chúa nhìn cái hạt của nó bên trong. God see the seed. Nó có giống Chúa hay fruit. Không? Nó có giống Chúa hay không? It is like God or like nó được, nó làm được bao nhiêu việc? What can it be used for? Nhưng mà nó giống Chúa bao nhiêu? But how much percent to be like God? Điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần cái kết quả. It doesn't mean that we did not realize on the result. Kết quả rất cần ông bà chị em. The result is important. Và cái hạt lúa mà lúa chắc đó. And a strong seed. Nó không có xe xua với người khác. It will not fly everywhere. Nó không đè người khác xuống để nó đứng lên. It will not stop stand on someone else to stand up. Nó càng chất lượng thì nó càng hạ mình hơn. The better quality, they became more người humble. Giống Chúa thì luôn luôn có đời sống khiêm nhường và hạ mình. A person like God will always humble. Không bao giờ giành lấy những thành tích của người khác để khoe mình. Never using the pride. Bởi vì họ không làm cho tổ chức của con người. Because they did not work for God. Nhưng họ làm cho vương quốc của Đức Chúa. They did not work for human, but they work for God. Amen. Phần thưởng con người cũng có cần. The prize we do need. Nhưng mà Chúa Giêsu có hứa ta đem phần thưởng theo với ta. But the prize is from God. Trả cho người tùy theo công việc của họ làm. I will give you just as you do. Nhận lì xì cũng vui chứ. So now we didn't have lucky money is good. Nhưng mà phần thưởng của Chúa là quan trọng nhất. But the prize from the kingdom of heaven chúng ta is the chọn best. Cái đời sống cách hầu việc Chúa là cho vương quốc của Đức Chúa Trời. We're choosing the life to be a servant of the heavenly kingdom. Khi mà Chúa Giêsu trở lại. So that when Jesus came back. Ngài sẽ nói một lời hỡi đầy tớ ngày lành trung tín kia được lắm. God will say come to me. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Amen chị em. Dạ. Và chúng ta thấy cái điều thứ ba ở đây là nói về cái kết quả về thuộc thể. And the third thing that is the result in flesh. Đó là gì? Nảy nở thêm nhiều và không có sự đói kém. I will give you great harvest from your fruit trees and field. Đôi khi chúng ta tưởng chừng như là không có nhưng mà lại là có. Sometimes we can say that there's nothing for us to use. Cần Tết chúng ta cần có dưa hấu, cần có gì củ kiệu, cần có thịt heo, cần có trứng, phải không? There's a list of tons of things when nhưng khi không có gì để mua nữa. But we don't have money. Nhưng mà nếu chúng ta tin cậy Chúa, but when we realize on God, thì Chúa sẽ cho những cái đó nó chạy theo chúng ta. But God will make those things phước follow hạnh us. Và sự thương xót sẽ theo tôi. Blessing and grace follow us. 2024 khi chúng ta tập trung vào Chúa. 2024 when we focus on God.
thì Chúa nói là phước hạnh sẽ theo anh chị em. The blessing will follow you. Có những người nào buôn bán bị ế. Whoever here doing business and maybe not successful yet. Đừng lo. Don't worry. Anh và chị em cứ tập trung vào Chúa. Focus on God. Sứ đồ Phaolô nói như thế này. Paul said, Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm gì? Đầy đủ mọi sự cần dùng. My God will do it for you. Chúng ta có giờ hãnh diện nói với người khác là Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm như vậy không? We can take pride that God will do it for us. Một con chim sẻ không bao giờ rớt xuống cái vô cớ. A bird never fall on the ground for nothing. Nó không giá trị bằng anh chị em. It's not value as you. Nhưng mà Cha trên trời vẫn nuôi nó. But God still take care of it. Ông bà chị em quý hơn nhiều con chim sẻ đó. We are more than ever. Nói với người bên cạnh đừng lo vì anh chị em quý hơn con chim sẻ. Say to the person next to you, you are the most. Nếu Chúa đã lo cho chim sẻ thì Chúa sẽ lo cho bạn nhiều hơn. God take care of the bird, God will take care of you more. Amen. Và Chúa nói gì? Ta cất sự xấu hổ khỏi con. And God said, I will take the shame out of you. Đây là một cái điều quan trọng nhất trong cái lòng mới và thần mới. This is the best thing from a new heart and new spirit. Adam và Eva ban đầu không bao giờ xấu hổ trước mặt Chúa. Adam and Eve, they never shame because of their naked. Nhưng mà khi phạm tội thì chạy trốn. But when they make sin, they run away. Mỗi ngày Chúa đều thăm ông hết á. God visit them every và day. Và Chúa vừa xuất hiện thì ông đã chạy lại mừng rồi. And they joy when they see God. Hỡi Chúa, ca ngợi Chúa. They worship God. Nào cùng nhau ta lên tiếng ca vui mừng. They sing and do everything. Ông lúc đó ông chưa có bài đó. Nhưng mà khi ông phạm tội thì sao ạ? But when they were sin. Nghe tiếng Chúa nhưng mà làm gì? They just hear the voice of God. They hide. Tại sao? Why is that? Vì mặc cảm tội lỗi. Because the shame of sin. Nhiều khi chúng ta phạm tội nhiều lắm. They make sin a lot. Mà chúng ta mặc cảm tội lỗi. And we became. Chúng ta bắt đầu né Chúa. We avoid God. Né Kinh Thánh. We avoid Bible. Né mấy người thăm viếng. We avoid the church. Né hội thánh luôn. We avoid everyone. Chúng ta co lại giống như là gì? Con gì? Con cuốn chiếu. We shrink ourselves into a tiny. Mà chúng ta nghĩ như thế là hay. And we think that's good. Đó là bẫy của ma quỷ. That is the trap of the devil. Kinh Thánh khích lệ chúng ta. The Bible encourages us. Hãy dạn dĩ. Be brave. Trong nguyên nghĩa cái từ dạn dĩ có nghĩa là liều lĩnh mà đến. So Bible said be brave so that you can be saved. Hebrew 4 câu 16 nói là hãy dạn dĩ đến gần ngay ân điển của Ngài. Hebrew chapter 4 verse 16. Cái người mà mặc cảm tội lỗi có dám đến gần Chúa không? The one who saved the sin never come to God. Chúng ta thấy con trai quan đàn nó đã ăn hết gia tài của mình rồi. For example, in the son that's leave the house, he takes. Bây giờ nó trở về, nó nhớ rằng là ở nhà cha nó còn đồ ăn đủ nhiều lắm. And when he realized my father house have everything and I leave nó that. Nó quyết định nó trở về. He came back. Trong đầu của nó nghĩ gì? In his head, he said, cha không có tiếp nhận đâu. My father will not. Mà nếu có tiếp nhận thì chỉ là đứa đầy tớ thôi. But if he accepted me, I only want to be a servant. Nó đã sống trong nhà cha nó biết nhà cha nó như thế nào. He lived in his father's. Nó biết tâm lòng của cha nó làm sao. He knows the heart of his father. Nhưng bây giờ vì nó mặc cảm tội lỗi. But because the shame of sin. Cho nên nó nói rằng tôi chỉ cần làm đứa đầy tớ là đủ rồi. And he asking, I only want to be a servant. That is enough. Nhưng mà trong lòng của cha nó là muốn nó trở về làm đầy tớ hay là làm con ạ? But the father want his sons back. Từ xa cha nó nhìn thấy nó. His father see him far away. Nó chạy đến với cha nó. He ran into his father. Phải không? Ai chạy đến với ai ạ? Oh, lạ luôn quá. But the father is the one who ran into him. Bởi vì cha nó biết nó mặc cảm tội lỗi. Because the father know he is shame. Nó không có khả năng đến gần cha nó. He is shame because of his sin. Nhưng mà cha nó đến gần nó. But the father came to him. Chúng ta không có khả năng dám ra mắt Đức Chúa Trời. We are not able to came to God. Gửi con một ý dấu của Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta. But God gave a Jesus. Qua Chúa Giêsu. Through Jesus. Đức Chúa Trời không nhìn vào tội lỗi con người. God did not see our sin. Bất cứ một ai tin nhận Chúa Giêsu. Everyone that accepting Jesus. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua Chúa Giêsu. God seeing us through Jesus. Đức Chúa Trời nhìn qua huyết của Chúa Giêsu. Through the blood of Jesus. Đức Chúa Trời nhìn qua sự công chính của Chúa Giêsu. Through his faithfulness. Đức Chúa Trời nhìn qua sự hoàn tất của Chúa Giêsu thập tự giá. Through his perfection on the cross. Và Ngài kể những người tin Ngài là công chính. And he called us faithfulness. Ông bà chị em và tôi không phải công chính nhờ việc làm của mình. We are the children of God not because of our work. Nhưng chúng ta được công chính là nhờ huyết của Chúa Giêsu. But thanks to the blood of Jesus. Từ đó việc làm công chính để thể hiện ra. So that we can have the world to show ourselves as Christian and the children of God. Cho nên thương bà chị em. Đừng bao giờ bị lừa dối. Don't be fooled by the trap of devil. Ma quỷ thường nói hay vào lỗ tai của chúng ta. The devil sometimes they will speak in our ear. Mày không có công chính đâu. You are not good. Mày enough. Không có công chính đâu. You're not faithfulness. Mày phạm tội đâu mà công chính gì? You are full of sin. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói như thế nào? But God said, ta xưng nó là công chính đó. I said he is for vì faithful. Ta có quyền để xưng nó là công chính. Because I have the right to do it. Ai lên án họ? Whoever pointed đó, at Chúa you, Giêsu cầu thai cho. Jesus will pray for you. Như vậy tôi và chị em có phải là công chính không? So we are bao nhiêu faithful. Người tin rằng mình đã tin Chúa Giêsu mình được công chính rồi ạ? Who believe is faithful? Bao nhiêu người nghĩ là mình chưa có sự công chính?
Nếu chúng ta chưa có sự công chính, chúng ta sẽ luôn luôn mặc cảm tội lỗi. If we did not receive Jesus yet, we will always tin vui cho bà chị em buổi sáng hôm nay là ông bà chị em tin Chúa Giêsu đều là người công chính trong Chúa Giêsu. The good news is all of you here is faithful. Mặc cảm tội lỗi không còn nữa. Shame of sin is gone. Ngày hôm nay Chúa cất cái sự xấu hổ ra khỏi chúng ta. God take it all away from you today. Chúng ta ngẩng mặt cao đầu. We rise our heads up. Nhưng không hề kiêu ngạo. But did not pride. Hãy hãnh diện vì Chúa của chúng ta. We pride because of God. Đấng đã yêu thương và tha thứ bà chị em rồi. We pride because of our God. Ngay bây giờ bà chị em. Right now. Chúa đã cất cái sự xấu hổ rồi. God take away the shame right this moment. Ngài đã mang lòng mới cho chúng ta. God give you a new heart. Và đặt thân mới của Ngài cho chúng ta. And a new spirit in you. Chúng ta hãy nói lời của đức tin. So speak the word of faith. Năm mới này. This new year. Chúa gọi lúa mì tốt lên. God call out the corn. Nhiều có người mạnh mẽ được dấy lên. And raise your strength. Kết quả nhiều hơn. More result. Hội thánh gia tăng. Church multiply. Tài chính của chúng ta được nhân bội trăm lần. Financial is 100 times more. Sự xấu hổ không còn nữa. No more shame. Hãy luôn luôn nhớ giùm tôi. So remember this. Trong Chúa Giêsu. In Jesus Christ. Mặc cảm tội lỗi không còn nữa. Shame of sin mọi is gone. Mọi sự xấu hổ biến mất. All the shame is gone. Hãy đuổi nó ra khỏi tâm trí của chúng ta. Cast it out from your mind. Và hãy đến với Chúa một cách giản dị. And came to God bravely. Dùng tinh thần phù Đức Chúa Trời. Bởi vì đến nhà của Chúa luôn luôn được phước hạnh. And you boldly worship God every day. Không phải đến với cái tâm trí của sự sợ hãi. Not came with the mind nhưng of fear. Nhưng đến tâm trí của sự vui mừng. But the mind of joy. Đừng bao giờ đến với cái vẻ mặt của cái bánh bao chiều. Don't ever came with the upset. Bởi vì Chúa đã làm tươi mới chúng ta rồi. Because you have Amen. Everything from God. Hallelujah. Amen. Năm mới, lòng mới, thần mới. New year, new heart and new spirit. Năm mới, lòng mới, thần mới. New year, new heart and Amen. New spirit. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.